Nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em thay cái logo của chiếc Kunan tỷ 120 khi bị gãy anh em nhé. Đầu tiên để thay thì anh em phải có một cái tua vít này, và đặc biệt một cái logo nhá, có một logo thay thế và một cái khăn lau xe. Đầu tiên thì mình sẽ tháo full 4 chiếc ốc ở trên ở dưới gầm xe này. Đó, anh em phải đặt xe xuống và tháo toàn bộ ốc ra nhá. Và tiếp theo đây sẽ là phần khó nhất anh em nhá. Mình sẽ tháo cái phần nhựa capo này ra. Đầu tiên mình sẽ tháo cái cản dưới này. Đó, anh em cứ nhấc lên nhá. Đó, tiếp theo là sẽ tháo cái cục máy. Đây là cái phần khá là khó. Tiếp theo là cục máy này. Thì ở cái khoang máy, cái phần màu trắng trắng này sẽ là cái phần tách biệt nhá. Nó sẽ phần riêng biệt nên anh em sẽ tháo cái phần này ra trước. Đấy, anh em sẽ dùng lực đẩy vào cái phần trắng đó. Nó có một cái cá thôi anh em. Đó, khá là đơn giản anh em nhé. Cái phần đèn pha này. Đèn pha thì anh em chỉ cần nhấc lên thôi, đẩy nó vào và nhấc lên. Đó, đẩy cái phần đèn pha này. Và cuối cùng mình sẽ tháo ốc và lấy cái capo này lên. Đây là cái phần nó giữ cái logo này. Đó, anh em bắt buộc phải tháo cái phần này ra. Và chúng ta sẽ thay được cái logo của nó. Những cái logo dạng như mẹc hay là của Rolls-Royce mà logo nộ này, đó logo dài này thì khá là dễ gãy nha anh em nhé. Thì anh em sẽ có thể không may làm gãy thì có thể tự thay ở nhà được. Đó, rất là đơn giản. Logo này nếu anh em mà nào bị gãy thì em sẽ hỗ trợ nhé. Rồi, anh em nhớ là logo phải để đúng chiều nhé. Rồi, nó sẽ ướm lại. Nếu không là sẽ mất, rất là mất công mình tháo ra nắp vào. Để chúng ta sẽ nắp lại như ban đầu. Đầu tiên là cái nắp capo. Tiếp theo là đến cụm đèn này. Tiếp theo là đến cái phần đây, khoang động cơ. Tiếp theo là đến cái cản này. Đó. Anh em không được quên cái này đâu nha, không được quên cái chốt này đâu nha. Và cuối cùng là chúng ta sẽ nắp phần gầm xe lại. Ok, sau khi nắp xong thì mình đã thay thế hoàn toàn chiếc logo gãy bằng chiếc logo mới rồi anh em nhé. Đó, nếu anh em mà không may trong quá trình sử dụng mà làm gãy cái logo của Kunan thì hãy liên hệ với bên mình nha, bên mình sẽ hỗ trợ để cho anh em, giúp anh em có một cái logo mới thay thế. Cảm ơn anh em rất là nhiều, chào anh em.